Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày để đồng hành cùng chúng tôi để có thể được cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Hà Nam bị ngập sâu 2 mét và người dân bị mắc kẹt trên mái nhà trong 2 ngày 2 đêm. Mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi ở Hà Nam, trong số đó tại hai huyện Chui Chan, Tân Hương là khu vực đô thị đã bị mất điện trên diện rộng, các thị trấn và làng mạc bị ngập lụt với độ sâu nước ở một số khu vực là 2 mét. Người dân cho biết 4 hồ chứa của địa phương xả lũ cùng lúc nhưng không thông báo cho hạ du, nhiều người dân không kịp sơ tán. Bà Yang, một người dân ở làng Guzhuang, huyện Guzhan, Tân Hương, tỉnh Hà Nam, cho biết hơn 2.000 người trong làng đã bị lũ lụt bao vây trong 2 ngày đêm. Bây giờ không có nước, điện và thức ăn. Sáng hôm qua, thôn đã điều động cano tự cứu mình. Về nguyên nhân lũ lụt, bà Yang nói rằng 4 hồ chứa địa phương trong số 21 hồ xả lũ cùng một lúc, nhưng không có hồ chứa nào được thông báo. Lũ bất ngờ tràn vào làng, nước vào nhà sâu hơn 1 mét, vùng chỗ bên ngoài ngập sâu 2 mét, mọi người chạy lên mái nhà trú ẩn. Ông Wang ở làng Nan Chiao Ginh, thị trấn Giang Chen, huyện Hui, Tân Hương cũng cho biết một trận lũ lụt bất ngờ bùng phát vào chiều qua. Anh Wang và làng Nan Chiao Ginh, thị trấn Giang Chen, huyện Hui Xian cho hay nước vẫn đang lên dần, không có dấu hiệu giảm xuống, nó vẫn đang lên, nhưng nó đang lên chậm và nước sâu khoảng 1,8 m. Tất cả chúng tôi đều ở trên lầu trên mái nhà, tôi đã mất ngủ 2 ngày nay, giờ một số có thức ăn, một số không có gì để ăn và không có nước, đang chờ cứu hộ. Anh Lin ở làng Wang Fan, thị trấn U Chun cho biết ở đó trời vẫn mưa to, rất to và dân làng đang chờ cứu hộ trên mái nhà. Anh Wang Phan Kun Lin ở thị trấn U Chun, nước ở trên đường sâu hơn 1 mét, khoảng gần 2 mét, không ai có thể thoát ra được. Nước đến đây đột ngột và mới dâng cao như vậy trong 2 hoặc 3 giờ. Chúng tôi liên tục yêu cầu giúp đỡ nhưng không có ai đến. Ông Lin cho biết không có thông báo về việc xả lũ từ các hồ chứa địa phương và trận lũ đến bất ngờ khiến họ không còn nơi nào để đi. The Daily Economic News xác nhận rằng vào lúc 9 giờ, biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt ở thành phố Tân Hương đã được nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 2 và 4 hồ chứa cỡ vừa ở huyện Hui San đã xả lũ cùng một lúc. Nước trong khu đô thị ngập sâu, một số cây cầu bị dòng chảy cuốn trôi, một số khu vực có nguy cơ vỡ đập. Người dân bị mắc kẹt đang rất lo lắng và hoảng sợ, ngôi làng đang cần được giải cứu khẩn cấp. Lũ lụt nghiêm trọng ở Sơn Tây, dân làng hoảng loạn bỏ chạy, chính quyền không ai quan tâm. Gần đây, Sơn Tây đã bị lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 1,7 triệu người trong tỉnh, trong đó làng Jinping, thị trấn Jifeng bị vỡ bờ bao do xả lũ ở thượng nguồn và cả làng phải sơ tán vào sáng sớm trong tình trạng hoảng loạn. Sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở Hà Nam, tỉnh Sơn Tây đã hứng chịu những trận mưa lớn trong những ngày gần đây, gây ra những thảm họa nghiêm trọng như lốc xoáy và lũ lụt, ảnh hưởng đến hơn 1,7 triệu người trong tỉnh. Theo báo cáo, khu vực bị ảnh hưởng của Sơn Tây lớn hơn của Hà Nam, một số người dân địa phương nói rằng thảm họa có liên quan đến việc xả lũ không chính đáng ở địa phương và chính quyền địa phương đã phớt lờ họ trong quá trình họ chạy trốn. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông, lượng mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở tỉnh Sơn Tây và lượng mưa quá trình dao động từ 15,4mm đến 285,2mm. Có 18 quận, thành phố, huyện trong tỉnh có lượng mưa vượt quá 200mm, trong đó Thái Nguyên, Dương Tuyền, Lâm Phần, Thường Chi, Luoyang và hầu hết các khu vực ở Jinhong đã lập kỷ lục về lượng mưa tích lũy vào đầu tháng và là lượng mưa lớn nhất xảy ra thành phố Linfen. Thảm họa ở Sơn Tây đã ảnh hưởng đến 1,7571 triệu người tại 76 quận, huyện của 11 thành phố trong tỉnh, hơn 120.000 người phải đi di rời khẩn cấp. Gần 3 triệu cây trồng bị ảnh hưởng và gần 20.000 ngôi nhà bị sập. Cục khí tượng của một số thành phố ở Sơn Tây đã đưa ra cảnh báo màu da cam nghiêm trọng đối với các rủi ro khí tượng thiên tai địa chất. Theo báo cáo, nhiều tòa nhà cổ kính đã bị hư hại trong trận mưa xối xả ở Sơn Tây và một phần bức tường thành phố cổ ở Ping Yao bị sập. Tại Sơn Tây, một số cầu đường sắt bị cuốn trôi khiến đường sắt trên tường treo lơ lửng một thời gian. Đã xảy ra lở đất ở nhiều nơi và hậu quả là người dân đã thiệt mạng. Hà Nam bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo cáo của tạp chí China Philanthropist,
một số nhà phân tích cho rằng mật độ dân số bị ảnh hưởng ở tỉnh Sơn Tây không cao bằng Hà Nam và lượng nước tích tụ không sâu như Hà Nam, nhưng khu vực bị ảnh hưởng của Sơn Tây lớn hơn của Hà Nam. Một số nhà bình luận trực tiếp nói rằng trận mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài liên tục trong 60 giờ nhưng không ai hỏi gìn, hy vọng rằng tình hình thảm họa sẽ thu hút sự chú ý rộng rãi. Cư dân mạng phân tích rằng điều này có thể liên quan đến việc các phương tiện truyền thông địa phương không đưa tin về thảm họa và thông tin không được lan truyền. Lin Ji, một người dân ở làng Jinping, thị trấn Jinfeng, huyện Jishan, tỉnh Sơn Tây nói rằng sau hơn nửa tháng mưa liên tục, khả năng trữ nước của sông Fen địa phương đã đạt đến giới hạn của nó. Trong trường hợp này, nước ở một số hồ chứa ở thượng nguồn không thể xả xuống hạ lưu và thảm kịch xảy ra sau đó. Khoảng 12 giờ đêm, con đập mà dân làng canh giữ bắt đầu vỡ nên họ rút lui một tuyến phòng thủ. Chưa đầy một giờ đồng hồ, lũ đã ập vào tuyến phòng thủ cuối cùng. Cả làng nhanh chóng vang lên tiếng chuông báo động cấp 1 và yêu cầu mọi người tự di chuyển lên nơi cao hơn. Đến 1 giờ sáng đã bắt đầu ngập. Lin Ji cho biết vì là thông báo tạm thời nên dân làng sơ tán rất gấp. Mọi người về nhà dắt theo người già và trẻ nhỏ, bỏ lại mọi thứ, dọn dẹp cũng đã muộn. Đêm sơ tán trời rất lạnh, mọi người đi bộ lên bản trên, 2 giờ đêm đến nơi. Đợi đến 6 giờ sáng, dân làng đưa mọi người về lữ đoàn làng mình và nấu một bữa ăn ấm áp cho các em và những người già. Tình hình thật khốn khổ. Vào sáng sớm, khoảng 60 hoặc 70 người từ trong làng đã đến cổng chính quyền thị trấn Nghi An yêu cầu chính quyền hỗ trợ và triển khai một máy bơm thoát nước lớn. Sun Ji nói, câu trả lời là chúng ta hãy chờ đợi. Sun Ji cho biết hiện họ chỉ có thể cố gắng giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất có thể. Chính quyền thị trấn chưa đề cập đến bất kỳ vấn đề nào như tổn thất và đền bù, cũng như chưa trả lời về câu hỏi tái thiết sau thiên tai. Hồ chứa thủy lợi lũ lụt Giang Tây không được thông báo kịp thời. Lũ lụt tiếp tục ở miền Nam Trung Quốc với thành phố Thiều Quan ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quảng Châu Nhật Báo đưa tin rằng các sở khí tượng, thủy văn và thủy văn tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá toàn diện rằng đoạn Thiều Quan của sông Bắc Giang có thể có mực nước cao nhất là 56,6m, đạt mức một lần trong 50 năm. Lũ lụt đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở thành phố Thiều Quan, đường phố ngập trong nước khiến người dân không thể lái xe được, các tuyến xe buýt của thành phố bị đình chỉ. Đoạn phim cho thấy một trường học ở địa phương bị ngập lụt, trong lớp học bàn ghế bị ngâm trong nước. Trên mạng có thông tin cho rằng lũ lụt ở thành phố do thượng nguồn xả lũ, người dân chạy xe lên cầu vượt để tránh nhưng việc xả lũ vẫn tiếp tục và tình hình rất nguy cấp. Người dân địa phương phản ánh với phóng viên, xe ô tô đi trên đường ngập gần một nửa nhưng lũ vẫn chưa đạt đỉnh. Điện nước một số khu vực bị cắt, chính quyền chưa hỗ trợ, những cư dân bị mắc kẹt đã sống một mình. Giang Tây lũ lụt, xả lũ hồ chứa không được thông báo kịp thời. Thành phố Shangrao, tỉnh Giang Tây, người dân địa phương lần lượt phàn nàn trên mạng rằng hai hồ chứa xả lũ mà không thông báo kịp thời dẫn đến thảm họa nghiêm trọng ở Hạ Du. Nước lũ tràn vào nhà của người dân, các vật dụng trong nhà đều bị ngâm trong nước. Nước chảy xiết trên phố, một số người có nguy cơ bị cuốn trôi. Người dân địa phương cho biết trên mạng Internet, hơn chục ngôi làng ở quận Jinju, Shangrao đã bị ngập lụt. Mực nước lên tới 3 mét, số người bị ảnh hưởng lên tới 100.000 người. Ai đó đã tải lên một thông báo khẩn cấp do trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Shangrao đưa tin. Thông báo cho biết hồ Kihi và hồ Xiangku ở huyện Yushan đang tổ chức xả lũ. Lũ lớn sẽ xảy ra trên sông Tân Cương, đỉnh lũ sẽ đi qua nhiều vùng hạ lưu vào đêm. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết thông báo không được chuyển đến họ kịp thời. Họ chỉ biết xả lũ sau khi thấy lũ bất ngờ dâng cao. Thưa các bạn, sông Châu Giang tràn bờ kè Quảng Châu, một số khu đô thị bị lũ cuốn trôi, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục và trên diện rộng trong vài ngày qua, mực nước của lưu vực sông Châu Giang ở Quảng Châu đã tăng lên một cách toàn diện. Vừa qua, do bị ảnh hưởng bởi mực nước dâng cao, một khu vực ngập lụt lớn đã xảy ra ở cả hai bên sông Châu Giang ở Quảng Châu và các con đường bị ngập nặng. Trận lụt do mưa xối xả ở làng Kixi, huyện Liangping, Quảng Đông đã tràn vào nhà và ngôi làng đã trở thành biển cả. Một đoạn video cho thấy một cặp vợ chồng ở huyện Bô Lu, huyện Châu, Quảng Đông đã bị lũ cuốn trôi cùng xe ô tô và hiện chưa rõ tung tích.
Tại một số khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu, nước sông Châu Giang đã tràn bờ kè và tràn ra đường ven bờ. Ở hai khu vực ven sông là Yongkun và Haiyin Park không có cách nào nhìn thấy đường, chỉ có lan can hoặc trụ đèn. Đoạn video cho thấy nước sông tràn bờ kè rồi tràn vào khu đô thị Quảng Châu. Một số khu vực trũng thấp trên đường phố cũng bị ngập nặng, nước ngập gần hết nóc ô tô. Phương tiện không kịp thoát ra ngoài, chỉ biết ngâm mình trong nước, tài xế và hành khách xuống xe bỏ chạy. Hiện chưa rõ thông số thương vong. Khi thành phố Quảng Châu còn chìm trong nước, hồ chứa lớn thứ hai ở tỉnh Quảng Châu, hồ chứa Feng Shui ở thượng nguồn sông Đông Giang đã mở cửa để xả lũ quy mô lớn. Người ta nói rằng lũ lụt hiện nay thực sự là thảm họa do con người tạo ra. Đài quan sát khí tượng dự báo trong tuần tới Quảng Châu sẽ tiếp tục có mưa lớn, các khu vực địa phương kèm theo gió mạnh từ cấp độ 7 trở lên. Thưa quý vị, lũ lụt ở nhiều vùng của Trung Quốc làm ngập lụt các thị trấn và làng mạc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cập tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.